Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo iRoup uy tín chất lượng ở trên hai nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ cập nhật một số những cái thông tin cũng như là giải đáp một số những cái thắc mắc mà của các bạn đã đặt câu hỏi ở trên cái bài đăng trước đó của mình về cái dự án Pew này. Và có rất là nhiều những cái câu hỏi là làm sao để rút được cái đồng Pew này, và đồng Pew này thì bao giờ được rút, bao giờ nít sàn, và cái nguồn tổng cung của nó ra làm sao. Và mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn là cách đăng ký tham gia iRoup để nhận miễn phí 500.000 cái đồng Pew này. Và cái đồng Pew này thì nó chạy ở trên cái mạng Arbitrum One, và chúng ta chỉ cần đặt cái địa chỉ ví Arbitrum One, và sau đó thì chúng ta sẽ nhập địa chỉ EMI của chúng ta là chúng ta đã có thể là nhận 500.000 cái đồng Pew này rồi. Và dự án đưa ra một cái thông điệp, đó là cái đồng Pew này là đồng meme coin, và sau này thì nó sẽ đánh bại tất cả các cái đồng meme coin khác, và kể cả là cái đồng PP mà các bạn đã claim trước đó ở trên cái mạng Arbitrum One trong cái thời gian vừa rồi. Rồi thì trước tiên là mình sẽ cập nhật cho các bạn về cái nguồn tổng cung của cái dự án này. Thì nguồn tổng cung của nó là 500 tỷ token, và dành cho pre-sale, tức là bán trước là 25%, và dành cho đội phát triển dự án là 5%, và tính thanh khoản là 25%, và dành cho iRoup là 5%, marketing là 10%, và hệ sinh thái là 30%, và tổng nguồn cung nó tất cả chỉ có là 500 tỷ token đó. Và ở cái dự án này thì các bạn có giới thiệu bao nhiêu đi chăng nữa thì mỗi một ví chỉ nhận được nhận tối đa là 250 tỷ token. 250 tỷ token nhé các bạn. 250 triệu token, mình xin lỗi các bạn, là 250 triệu token. Đó, tức là mỗi một người chỉ nhận được một mỗi một người chỉ nhận được là 5 à 100 giới thiệu 100 người thôi. Còn các bạn giới thiệu trên 100 người các bạn cũng không được hưởng cái gì. Đó, cho nên là các bạn hãy lưu ý cho mình, bảo lại tại vì sao mà em giới thiệu nhiều như vậy mà em lại 200-300 người mà cái số của em nó không tăng, cái đồng Pew của em không tăng. Đó là chính là cái khống chế của dự án nhé. Và người ta sẽ chia đều cho tất cả những người tham gia, mọi người đều có cơ hội nhận được cái đồng Pew này và nắm giữ cái đồng Pew này ở trong cái ví của chúng ta. Thì cái thời gian bán trước cũng như là thời gian iRoup thì là đã kết thúc, đã gần kết thúc rồi, chỉ còn 15 ngày, 21 giờ. Như vậy thì còn khoảng tầm 16 ngày nữa thì cái chương trình bán trước này nó sẽ kết thúc, cũng như là iRoup thì nó sẽ kết thúc nha các bạn. Đây, các bạn kích vào cái phần iRoup này, các bạn sẽ thấy là 15 ngày, tức là bán trước và iRoup đều kết thúc cùng một lúc. Và vậy thì cái đồng Pew này thì khi nào chúng ta được rút về cái ví của chúng ta để chúng ta bán, thì dự án đã có một cái thông báo, đó là khi khi mà cái đồng Pew này nít sàn thì các bạn sẽ được làm về ví theo cái mạng Arbitrum, và khi đó thì các bạn cần phải có một chút phí phí cái đồng Ethereum mạng Arbitrum trong ví để các bạn claim cái đồng Pew này về ví. Và chúng ta sẽ còn một khoản phí nhỏ nữa để chúng ta bán cái đồng Pew này, hoặc là chúng ta có, khi nó lít sàn thì chúng ta có thể là gửi lên sàn chúng ta bán đó. Rồi, và cái mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để là tham gia và nhận cái đồng Pew này. Cách rất là đơn giản, thì các bạn cần có một cái ví, ví các bạn là có cái mạng Arbitrum One. Đây, các bạn có thể là copy ở cái đồng Ethereum cũng được. Đây, mình sẽ copy cái địa chỉ ví nhé. Rồi sau đó thì các bạn dán vào cái phần mà nhập cái địa chỉ ví này này. Đây, các bạn dán cho mình cái địa chỉ ví các bạn vào. Tiếp theo ở bên dưới thì các bạn nhập cho mình cái địa chỉ ví email của bạn nhé. Các bạn nhập cho mình cái địa chỉ email. Rồi sau đó thì các bạn nhấn là yêu cầu bồi thường, tức là yêu cầu phần thưởng nhé. Thì mỗi một người tham gia thì chúng ta sẽ nhận được là 500.000 token Pew. Các bạn click vào đây cho mình. Rồi, ở đây nhé. Chúc mừng anh, bạn đã mở khóa 500 token Pew từ Aerobe. Các bạn nhấn OK. Thì ở đây thì nó sẽ có cái phần đó là đòi, tức là claim nhé. Thì ở đây thì nó sẽ báo cho các bạn biết là iRoup sẽ được yêu cầu một ngày sau khi niêm yết vào ngày 19 tháng 6. Tức là nó sẽ là yêu cầu là được rút trước một ngày. Đó, trước một ngày vào ngày 19 tháng 6.
Như vậy thì là chúng ta sẽ được rút vào ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023 nha các bạn. Và chúng ta sẽ tham gia vào Telegram để chúng ta nhận được tất cả các cái thông tin mới nhất của dự án người ta cập nhật ở trong đây, thì các bạn có thể kích vào đây. Rồi mình sẽ nhận là ok này. Và ở đây nhé, thì các bạn giới thiệu được một người thành công thì các bạn sẽ nhận được 250.000 token Pew. Và các bạn lưu ý là các bạn chỉ được tối đa là giới thiệu là 100 người. Trên 100 người thì các bạn sẽ không được hưởng cái phần hoa hồng này. Thì ở đây nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái link mời bạn bè, thì các bạn copy cái link này, các bạn chia sẻ cho bạn bè. Tùy khả năng của mỗi một người thì các bạn có khả năng giới thiệu được bao nhiêu thì chúng ta giới thiệu, nhưng nó chỉ khống chế đến 100 người thôi nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý cho mình. Rồi, quy tắc này. Ở đây là quy tắc là tất cả người dùng Arbitrum đều đủ điều kiện nhận AirDrop này và thực hiện giới thiệu để giành thêm AirDrop, và chỉ 5% tổng nguồn cung sẽ được cho AirDrop, tức là tổng nguồn cung 500 tỷ token chỉ có 5% tổng cung là dành cho AirDrop, và tài khoản của kẻ gian lận thì sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn. Đó, các bạn lưu ý nhé, các bạn không được cheat tài khoản, và đây là một cái điều mà các bạn cần phải cân nhắc về cái vấn đề này. Rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái phần cách mua. Cách mua ở đây thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta mua cái pixel. Thì các bạn có thể là mua hoặc là các bạn có thể không. Thì cái này là nó là cái phần đầu tư. Tuy nhiên thì mua cũng thời gian mua cũng sẽ là còn 15 ngày, 21 giờ, nó cùng với thời gian kết thúc của AirDrop. Và ở đây thì mọi người tham gia mua cũng rất là nhiều. Đây, các bạn nhấn vào phần pixel này nếu như các bạn muốn mua. Và nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái địa chỉ là mạng Arbitrum One. Thì các bạn copy cho mình cái địa chỉ này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn add vào cái ví MetaMask theo cái mạng Arbitrum nhé. Các bạn mở cho mình cái ví MetaMask ra này. Ở trên cái ví nào cũng vậy, ví chốt wallet hay là ví Bitkeep thì cũng đều được nhé. Thì các bạn nhấn vào nhập token. Và ở đây thì các bạn dán cho mình cái con trắc của cái đồng Pew về, thì nó sẽ hiện cái thông tin và các bạn nhấn vào thêm. Đó, các bạn nhấn vào nhập token nhé. Thì khi các bạn sau này chúng ta được rút cái đồng này thì các bạn sẽ thấy được cái số dư của các bạn ở đây. Đó, mình thì là mình sẽ thêm trước vào trong cái ví của chúng ta, sau này chúng ta sẽ chủ động hơn. Rồi, đến cái phần mà mua thì các bạn sẽ là yêu cầu chúng ta sẽ kết nối với ví. Và mua ở đây thì chúng ta cần phải có cái đồng Ethereum của mạng Arbitrum One. Đó, ví dụ như trong ví của mình là có còn là 0.03 này. Ở đây mua tối thiểu là 0.03 Ethereum. Thì mình sẽ là kết nối với ví nhé. Ví dụ như là mình sẽ kết nối với ví MetaMask của mình. Rồi, các bạn nhấn tiếp theo này, kết nối này. Rồi, khi kết nối xong thì các bạn sẽ nhấn vào đây, nhấn mắc. Các bạn mua bao nhiêu thì các bạn nhập vào. Ví dụ như mình nhập là 0.1 Ethereum. Mình sẽ mua được là 50 triệu token Pew. Đó, thì các bạn sẽ nhấn mua ở đây. Rồi, tiếp đến là cái phần hoa hồng nhé. Phần hoa hồng thì bạn sẽ nhận được 20% hoa hồng từ cái tuyến dưới của bạn khi tuyến dưới của bạn mua cái đồng Pew này. Và các bạn nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái link, thì các bạn copy cái link ở đây, các bạn chia sẻ cho bạn bè. Đó. Rồi, ở cái video này thì mình chủ yếu là cập nhật cho các bạn một số những cái thông tin xoay quanh những cái vấn đề mà các bạn là đang thắc mắc cũng như là hỏi mình về cái vấn đề bao giờ cho rút và khi nào niết sàn. Thì cái thông tin niết sàn thì hiện tại dự án vẫn chưa công bố ở trên cái trang dự án cũng như là trên trang Twitter, thì mình cũng chưa thấy có cái công bố gì. Thì ở trong cái thời gian tiếp theo thì mình sẽ là cập nhật những cái thông tin mới nhất với các bạn ở trên kênh để các bạn liên tục cập nhật được những cái thông tin mới nhất của cái dự án này. Ok, thì video mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái